mẹ con của là chim sâu. Ở đây xin phép quý vị là phải nói là mẹ con mở trong đám mở trong cái là nhà kép em phải con nuôi khổ thiệt quá trời quá đất. Qua một chuỗi thời gian để mà cái như là đấu tranh với cộng đồng, thậm chí rằng là cái như là đấu tranh với là mẹ ruột của chim sâu để mà cướp chim sâu đi khỏi quê nhà, đưa về cái như là Vĩnh Long, rồi cũng là dựng trò dựng cảnh để làm những căn nhà cũng để mà lấy tiền của Ba Tánh, lấy tiền của Mạnh Thường Quân, rồi cũng tính chính từ cái vấn đề mà lòng tham và cái sự mà nó không thật thà quá gì, cho nên cái gì nó cũng là thật sự, nó cũng lộ ra thôi, cũng là của gọi là cái công giả tràng đó. Bỏ một khoảng thời gian khá dài để xây dựng một hình tượng của một người mẹ nuôi có trách nhiệm con nuôi, bỏ một khoảng thời gian dài để tự cho mình là một trong những người có đủ cái lòng từ bi bác ái với một người dân nước lạ, với một người bệnh tật như chim sâu, rồi cũng gồng mình lên để mà chống đối lại nguyên cả một cộng đồng, rồi cũng đưa ra những cái văn hóa gọi là cái như là nó vô cùng thô thiển để mà xúc phạm đến là người mẹ ruột sâu. Tới hôm nay bà con cũng đã biết rồi, mặc dù Út Lợn có chống trả như thế nào đi chăng nữa thì cái như là cái gì nó tới thì nó cũng phải tới thôi quý bà con. Cái gì nó đã gọi là khi nó đã đến lúc rồi, đã đến lúc gọi là nó trổ rồi, thật sự con có kìm cũng không được. Trong mà từ trước giờ gọi là Út Lợn đang trồng một cái cây xăng, để bây giờ nó trổ ra cái gọi là cái tham cái si đấy, khủng khiếp thiệt cái chứ. Tôi tưởng là bây giờ cái như là vẫn còn mẹ con ngày xưa, chiều nay mà trao tiền cho chim sâu là 6.300.000, trao xong rồi nói một câu từ nay mình hết duyên hết nợ, ra đường thì gặp nhau uống một ly cà phê cho vui thôi, chứ còn đừng có nói mẹ nói con vậy cho nó trọi. Chim sâu nó cũng chỉ thẳng mặt luôn, từ nay bà đừng có quay tôi nữa ngang, trời ơi sao cái mối quan hệ mẹ con với nhau mà nó kết thúc dạo dợt vậy. Bộ không còn cái gì mà đã hàn gắn được sao Út Lợn. Ngày xưa mà mỗi lần chim sâu nó giận thì chỉ cần có một tô cháo lòng là chim sâu nó vui lại thôi, đúng không? Ngày xưa chỉ cần chim sâu nó giận giận đó là Út Lợn chỉ cần tới mà vuốt ve đôi ba câu là chim sâu nó sẽ vui như là ngày hội thôi. Ủa sao bây giờ cái chiêu đó đâu rồi Út Lợn? Chờ ta dùng chiêu cho em khi nào gọi là nuôi chim sâu đến chết mà. Bây giờ tự nhiên là hai mẹ con tách rời nhau vậy. Chào đất thánh thần thiên địa, tôi nói là cãi thầy núi đề thâu, ngày xưa phán rồi không nghe. Lên em nói thật với anh đời thường, em nuôi chim sâu cho đến chết thì thâu. Em còn sống thì em nuôi chim sâu, mà em chết thì thâu. Em thì nói thật anh là em chỉ có một cái là em thương người. Em là người ta gọi em là bà Út Từ Thiện mà, bà Út Từ Thiện là bà Út thương người đó. Thương dữ không? Trời ơi thương gì mà thương quá trời quá đất luôn. Rồi hỏi nghe châu nè, rồi từ nay về sau á, rồi có nhận con nuôi nữa không em? Đó không? Không, từ nay về sau đừng có nhận con nuôi nữa nha. Con của người ta mãi mãi là con của người ta. Mình có nhảy vô mình giành mình giật, mình có nhảy vô dùng những cái gọi là thủ đoạn để mình có được một cái tình mẹ con mà gọi là nó gia tạm như vậy đó thì nó không bền đâu em, nó không bền đâu em. Thấy không, cái người đàn ông mà bên cạnh em người ta cũng cảm thấy là chán ngán em, người ta phải bỏ ra đi cơ mà, thì muốn chi cả cộng đồng mạng xã hội này người ta không chán em sao được. Đó, người ta cảm thấy mà ở bên cạnh một người đàn bà đó mà tối ngủ là chung là phải là nơm nệp lo sợ, không biết là lên cơn lúc nào. Đó, đã bao nhiêu thiệt chứ, con của người ta mà đi bắt về nhận làm con nuôi của mình rồi chứ mẹ ruột cho đã, rồi thằng anh nuôi chị nuôi mẹ rồi hả? Trời ơi bay nuôi giùm sau cả đời, bay xuống bay kéo giùm sau lại bay nuôi giùm tao cái đây, hay bay kéo giùm sau lại bay bảo vệ giùm sau không còn tiền bạc tao gửi cho bay nuôi.
thứ bay nó thật sự tao nói ngay từ đầu rồi, bay cái bay lên bay chửi tao, bay chửi tao cho cố đó. Rồi bây giờ bay thấy là cái âm mưu của bay gọi là nó từ lưa hạt me chưa, một trong những cái trò hề đó, đưa ra một cái trò hề cho xã hội, một trò hề cho cộng đồng. Thì thâu giả sử người ta đưa tiền nói thì thâu, ta gọi là ta có tức thì tức đó. Chung là Út Lợn trong đầu là nghĩ là 6.300.000 này đó là của Út Lợn thâu đó. Nhưng không ngờ là chim sâu ngày nào nó cũng la la hết trời. Chim sâu ngày nào lên clip cũng la làng, cái nhà Út Hà trả tiền cho tôi đó. Rồi cảm thấy rằng quế quá, bây giờ chơi không nổi phải trả lại thâu. Trả lại rồi cảm thấy không vui đó. Bà con nhìn cái mặt Út Lợn coi, trời ơi, bà lấy tiền, bà giữ tiền của người ta mà bà trả lại là bây giờ cái mặt bà không vui quá vậy. Sao kỳ vậy? Mình trả tiền cho người ta mình phải vui vẻ lên chứ, vui lên đi em chứ, sao mà buồn thiêu vậy? À, trả tiền cho chim sâu rồi cái mặt bà nó buồn sầu luôn, buồn sầu khổ luôn. Quốc cho một câu thâu, từ nay là hết duyên hết nợ nha con. Từ nay đừng có kêu bằng mẹ nữa, từ nay gặp kêu bằng Út Hà đấy, mà không cần gọi Út Hà cũng được. Mình thích nhau thì vô quán nước uống một ly nước rồi phần ai nấy phần. Bỏ nghe Út Hà nha. À, cái nết á, anh nói rồi, cái nết mà nó thật sự đó, đi nhận con của người khác một cách mà bừa bãi là xem đó là con của mình đó, bỏ đi em. Xã hội bây giờ không ăn được đâu. Nó giá nó thật là nó thật sự nó lộ ra hết trơn à. À, à. Em cứ làm theo sở thích của em, anh nói miết rồi em không nghe. Nếu mà ngày xưa em nghe anh đó thì đâu có bây giờ cái nỗi nhục ngày hôm nay, đúng không? Ngày xưa mà chỉ cần em nghe anh đời thường, em nghe khán giả khuyên đó là em trá chim sâu lúc mà chị bán về đó, là anh nói thật sự cái tên tuổi em, cái uy tín của em là nó không bao giờ mà lụng bại như ngày hôm nay đâu, đúng quý bà con. Mà do nó thật sự em cố chấp, em tham quá. Chính từ cái lòng tham của em mà nó thật sự em bất chấp tất cả. Lời nói của cộng đồng mạng em không xem ra gì. Bao nhiêu người đóng góp ý kiến em tránh coi ra chi. Thậm chí anh lên anh nói một câu rất chân thành mà em đài đầu cưới cổ anh ra em chữ. Đó, rồi em bảo rằng hàng đêm rồi em cái như là đọc kinh trì chú đó để mà phổ độ cho anh. À, không biết bây giờ anh vẫn sống nhân răng mà thấy cuộc sống em sao mà điêu tàn. Anh vẫn sống bình thường, anh vẫn sống khỏe. Mà sao cuộc sống em bây giờ thấy điêu tàn nó lạ lùng rồi Út Lợn. Khổ không em? À, cho chừa cái tật nhận bừa bãi. À, con của người ta tao nói nhận con nuôi đó. Mà bây giờ chim sâu nó đã gần 40 tuổi rồi mà đi nhận nó làm con nuôi. Đó, thì làm sao mà nó thật sự đó giữ nó được. Một đứa trẻ mà mới chào đời đó mà nhận làm con nuôi sau này, nó thật sự nó biết rõ về cái thông tin đó. Có đứa nha, nó biết rõ thông tin nó không phải là con ruột đó, là nó phá banh nhà lòng luôn. Đó, có đứa. Chứ còn có đứa nó phá dữ lắm, nghe nó là con nuôi đấy mà thật sự là nó phá đó. Mà muốn chi là chim sâu, nói mà không nghe, nói mà bất chấp, nói mà cố thủ bây giờ, cái như là tất cả những cái vấn đề trở thành một cái trò cười cho thiên hạ. Yeah. Thì ta trả tiền nó thì thâu tay bách mặt mừng ta vui vẻ đi. Mặc dù trong bụng không vui đó, nhưng mà ráng trước ống kính ta vui đi, để ta lấy điểm lại chứ. Ta lấy lại một cái danh dự của một người mẹ nuôi chứ. Tự nhiên trong lòng không vui, trong lòng không vui rồi ra nói một câu là từ nay đừng có mẹ con gì hết trơn. Sao kỳ đó em? Ngày nào em hứa sao Út Lợn? Ngày nào em thờ sống thờ chết đó, là dù em hy sinh thân mạng này, em với con chị nuôi đó, em phải bảo vệ cho chim sâu, phải là cho chim sâu có một cái cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Đó, rồi đến bây giờ sao rồi? Bây giờ số tiền đó mà em đưa cho em sau vài bữa nó cũng hết thâu. Vài bữa Lâm Tứ cũng ăn hết thâu. Đó. Chắc ăn rằng ngày mai bà Út Gà bỏ lên á, trời ơi bà khen cho em sau là một trong những con dâu mà tử tế cho coi. Nó quen rồi quý vị. Bà nhận từ chim sau một cái đó là lên bà khen, trời ơi chim sau bây giờ nó tử tế, nó biết nghe lời rồi đó. Mấy ngày vừa qua nó cũng nghe lời bà Út Gà đó.
mới đòi tiền cái út lợn mà quyết liệt đó quý vị. Một trong những một cái con mà giỡn người như chim sâu đó, đó tôi nói thật sự ra đó, chỉ cần Lâm Tứ mà nói một câu là chim sâu chỉ biết nghe lời thôi chứ không thể chống 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 trả được. Đó. Mày đã biết cái bài như vậy rồi, cộng đồng mạng cũng đã đóng góp ý kiến rồi, vậy mà mày cũng ôm tiền mày dục cho chim sâu, tao cũng bó tay mày luôn. Thua. Thua, thua tránh luôn quý vị. Đó. Bây giờ bà con thấy viễn cảnh đó trước mắt là nó quá rõ ràng luôn rồi. Đó, chim sâu tránh qua nó là một công cụ. Chim sâu nó tránh phải là một trong những cái gì mà cái tình thương của những con người kia đâu quý vị. Nó là một công cụ kiếm tiền của những con người kia. Út lợn, út gà, Lâm Tứ, anh chị nuôi đó, và những cái nhân vật khác. Một công cụ thôi, nó là một công cụ thôi. Nó đâu là cái gì đâu mà ghê gớm, nó đâu là cái gì đâu mà người ta phải thương. Đúng không? Như bà con nó thật sự, như bà con đấy thì nó thật sự nhìn cái cảnh của chim sâu thì giả sử mình thương nó thì mình cho nó một cái hộp cơm hay cho nó đôi ba ngàn để cho nó chủ động trong cái cách nó ăn gì nó ăn, nó mua gì nó mua. Chứ còn không ai mà nó thật sự như út lợn với anh chị nuôi cả. Thương chim sâu cái gì mà đem gì đấy rồi dựng nhà dựng cửa tào lao bao giờ không? Rồi bây giờ cũng mạnh chị đi mà mạnh mẹ mẹ cũng chùa. Chơi bài thật sự. Tôi nói đâu, bây giờ chim sâu đâu còn like còn view đâu mà cái gì mẹ nuôi phải giữ. Ngày xưa là chim sâu đang cái giai đoạn là nó lên ở đây đó. Là do cái bà út gà, bà trắng ác chim sâu nhiều quá. Trên cộng đồng mạng là thương chim sâu. Thì khi mà út lợn nó nghĩ ra chắc kèo này là nó vừa nó lụm kẹo thôi, cộng đồng mạng đang ủng hộ chim sâu mà, chỉ cần đưa gì đấy mà nó vô khởi công làm nhà là mạnh thường quân gửi tiền giờ là út lợn chỉ lụm kẹo thôi, đúng không? Nó làm một cái gọi là một cái sửa lại một cái chút xíu á, cái nhà mà nó vừa chuyển ra đấy mà nó dứt lâm là cái là 8 triệu bạc, mà muốn chi cái nhà mà nó thật sự nó lấy tiền của cộng đồng mạng nó xây á, tôi nghĩ loạn chọn là cái giá 200 triệu đó. Tiền mà con chị nuôi bỏ ra mà con nó 105 triệu đó. Mà nếu út lợn nó làm cái nhà đó là nó phải báo là từ 200 triệu trở lên. Tham quá tham. Trời đất khánh thần tôi sợ luôn. Nhóm này sao đâu mà nó quá trời quá đất. À, rồi út lợn lên hát một bài ca đi út lợn. Trời ơi ngày xưa rồi thật sự ai chứ mặt ai mà tôi có đứa con gái là tôi vui tôi mừng đó. Tôi hát tôi hò thôi. Rồi tối nay lên livestream em hát cái ốc lợn đó, tối nay lên livestream đó, rồi em lên em hát đi đó, em hát để em có một niềm vui như ngày xưa là do em có một đứa con gái, thì nay chia tay đứa con gái thì cũng lên hát tặng cho khán giả một bài đó. Một trong những cái trò mà thật sự nó đã lộ ngay từ cái màn đầu tiên rồi, mà ráng chống chớ ráng gồng làm chi, càng gồng càng đau khổ. Nhất là với anh đời thường đó, gồng với anh đời thường là đau khổ thôi đó. Tôi đang nói ở cái kênh Công Tâm liên quan cái vụ là 1.700 đô của con hông tặc, cũng là một kênh YouTube, nó ăn chặn của là người nghèo, nó qua nó chứ mạnh thường quân. Tôi càng nói nó càng chống chế, tôi càng nói nó càng bảo rằng tôi vu khống, mà khi tôi phát ngôn ra đó là cái bill tôi có nè, cái mạnh thường quân gửi tiền về cho nó là cũng lên tố giác mà. Cái lời của nó thừa nhận rằng nó không sử dụng cái đồng tiền ở trong cái mục đích thiện nguyện là cũng có nè. Vậy đó quý vị mà lên cũng nói tôi là cái như là vu khống. Tôi nói rồi nếu đi vu, tôi nói tôi đi vu khống mà làm đơn kiện thì tôi hầu tòa. Cuối cùng không làm mà cứ lên cái chữ dơ dơ đó. Rồi cuối cùng là chữ không nấu nữa. Lên gọi là cái độ nhục mà gọi là đạt cái độ lập thượng thừa nhục rồi, gọi là âm tố của nhục rồi, bắt đầu là khắp lên cặp trời đất thanh thản. Chơi đó ai chơi quý vị, có gan làm gan chịu sao chơi mà đến mức mà thật sự chơi không nổi nữa, khắp khắp sao, thấy không?